Hiện tại thì mình đang ở Đông Hà đây rồi các bạn ơi, và xin được xe container đi vào cùng với Hà Còi. Xin cho Hà Còi đi ra ngoài Đồng Hới nha các bạn. Còn mình thì đi về Hà Tĩnh. Đức ơi, rồi bỏ đồ ra hộ anh trên đấy luôn nhỉ. Đây là anh Tuấn. Anh Tuấn thì ngày trước mình đã quay cái xe này kênh cũ rồi, nhưng mà hôm nay mới gặp lại anh Tuấn. Cảm ơn anh nhá. Anh Thăng trong nhóm thiện nguyện Lương Thăng và những người bạn đã hỗ trợ cho Hà Còi rất là nhiệt tình. Mình thì cả ngày là nước chia cắt, là không có xe khách đi về. Hôm nay thì mới bắt đầu là lên được xe của anh Tuấn để đi về đây. Hà ơi, lên đây Hà ơi. Thôi mình lên luôn cho Hà ngồi ngoài. Cho hai anh em về đường tránh nha anh ạ. Lâu quá gặp lại anh Tuấn. Rất là may anh Tuấn, chào anh ạ. À, đấy em lên giường trên nằm đi. Em lên luôn nhá. Lên giường trên nằm thoải mái đi. Hai anh em đi cứu trợ ở ngoài lũ lụt ở ngoài Quảng Bình, Đồng Hới. Em chào anh ạ. Còn hôm nay là cứu trợ trong này xong, còn em thì ở nhà là ngập rồi, giờ tranh thủ về. Thông cảm các bạn nhé, nói thật là bắt được xe đi nhờ về là mình rất là vui. Anh em bây giờ đang lo không có xe di chuyển ra Quảng Bình. Mặt Hà, lần đầu tiên lên container thì cảm giác sao bạn? Mặc dù hôm nay là mệt mỏi đấy, cứu trợ mệt mỏi đấy, mặt Hà là hốc hác hẳn đấy. Thực ra thì đêm thì anh em phải lập danh sách này, xong là cho tới là việc là mua áo phao này cả đêm này, xong là sáng hôm sau lại phải đi sớm này, thành ra là không có thời gian nghỉ ngơi. Cộng với ăn uống thì mình bà con ăn gì mình ăn đấy nữa, thành ra là đến thời phút này thì anh em chỉ có một cái là làm thế nào làm tốt nhất có thể, nên là cũng bớt phần nào mệt mỏi. Đây giới thiệu bạn Hà là anh Tuấn, thì anh ấy ngày trước anh em cũng quen biết nhau rồi, mình quay xe của anh ấy lên một lần rồi, nhưng mà ngày đấy là kênh cũ. Hôm nay rất là may anh Tuấn cho anh em mình đi nhờ ra Quảng Bình. Đấy thì mình quay một chút cập nhật về cái tình hình đây. Nói chung là mặc dù ấy ở ngoài quê mình là tình hình rất là cấp bách, nhưng mà mình cũng đang rất là vui vì xin được xe đi nhờ về. Tức thế nào lần đầu tiên được lên container và trong một cái hoàn cảnh đi cứu trợ lũ lụt thế nào, cảm giác sao em? Cảm giác gọi là hồi hộp nhưng mà thấy rất là mừng. Đây là Đức đang nằm ở giường trên đấy. Anh em là không kiếm được xe ra, rất là lo chuyện xe. Rất là may anh Tuấn hỗ trợ. Và đây là bác Tài đang đi cùng đây. Cái này thì thực ra nói các bạn là hơi bị sai luật chút, nhưng mà tình huống cấp bách gọi là đi cứu trợ, cho nên là các bạn cũng thông cảm. Cảm ơn anh Tuấn lần nữa. Xe của anh Tuấn là xe Kenwood ấy. Mày mỗi lần mình quay rồi, ban ngày sáng mình quay chút ban ngày. Mình bây giờ nói thật các bạn là đi nhờ được xe để về quê ấy, là mình mừng lắm, rất là mừng. Cả ngày hôm nay là mình mất ăn mất ngủ, lo lắng về cái chuyện xe cộ để đi về. May sao anh Tuấn anh thấy được anh bình luận ở trên hội cho đi nhờ về. Hà đang rất là phấn khởi lần đầu tiên được lên xe đầu kéo. Anh em giúp mọi người thông cảm nhé. Anh em kết thúc một cái hành trình đi cứu trợ đấy, mình thì bỏ về ngang chừng vì rất là lo lắng cái thông tin ở quê. Nhờ được anh Tuấn đi ra, mình đăng trên hội lái xe container thì anh Tuấn lại biết mình từ trước rồi. Ngày trước mình quay chiếc Kenwood này của anh lên rồi, kênh cũ của mình ấy là mình có quay xe của anh ấy rồi. Không biết ở Lào Cai hay sao nhỉ? Không, ở trong chợ đầu mối bạn ạ. Chợ đầu mối ở đâu nhỉ? Thủ Đức ấy, Sài Gòn ấy. Thế là tình hình mình lên được xe rồi, nhưng mà đang ngoài phía Quảng Bình đang bị kẹt xe mà vẫn liều mạng để đi ra thôi. Còn Hà thì sẽ ở lại Đồng Hới để giúp bà con ở ngoài Quảng Bình. Hôm nay thì mình đang nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân các nơi gửi về cho mình để mình ra ngoài mua lương thực thực phẩm để đi tiếp ứng cho những vùng lũ. Và những cái lời động viên quan tâm của các bạn cũng là một cái lời gọi là cái động viên mà tinh thần rất là lớn ấy. Món quà tinh thần rất là lớn cho anh em mình, như kiểu anh Hà thì rất là nhiệt tình rồi. Mình rất là thích Hà ở cái sự xông xáo ấy. Nói là làm, nói là đi, xông pha vào những cái nơi mà nguy hiểm nhất. Chứ còn nếu mà bảo mà đi ở trên đường là Hà không có đi, đấy là cái
thực tế mày quan sát được. Cả em Đức nữa, em Đức thì mình vừa quay rồi, em Đức rất là mệt, nó ngủ ở trên giường tầng 2. Đức thì lo về vấn đề áo phao, người đi cứu trợ cùng anh em đêm qua cũng gọi điện đi mấy nơi để kiếm áo phao về cho vùng Quảng Bình này. Còn quê mình bây giờ nước rất là lớn, không biết là đến đâu nữa. Em cảm ơn anh Tuấn thêm một lần nữa. Không biết nói sao nữa, cảm ơn anh thêm một lần nữa. Rất là vui luôn, hôm nay mình mặc dù đang lo lắng về mọi thứ, nó tâm trạng nó hỗn loạn lắm, nhưng mà xin được xe đi nhờ về lúc này nó là một cái động lực lớn lắm để mình tiếp tục mà làm những cái việc sau đó. Mình ra đến đường tránh Lệ Thủy đây này, bây giờ đang hiện tại không biết làm sao, phải kẹt xe, giờ đang dừng lại, rất là đông này, đang cấm này, thật là chết dở luôn các bạn ạ. Vừa điện thoại cho anh em thì nghe thông tin là kẹt ở Ba Đồn 12 tiếng thì đã ra được đến Ròn đang nhúc nhích rồi, mà bây giờ ở đây lại cấm này, thật là chết luôn, chết dở luôn. Thì cái này mình cũng làm cái video ngắn để cập nhật tình hình, rồi sau đó là sáng mai mình sẽ làm video tiếp để cập nhật tiếp. Rất là lớn các bạn ạ. Bạn nghe tiếng mưa rơi nhá, để im lặng chút này. Tiếng mưa rào rào đấy. Anh em mình bị kẹt xe ở Lệ Thủy, đường tránh Lệ Thủy Quảng Bình. Anh Tuấn bây giờ đang ngồi canh máy lạnh này, trực xem khi nào đường xá đi được thì sẽ lên đường. Đây. Bác Tài khác thì ngủ trong, bạn Hà nằm đằng sau đây. Vẫn đang dở dang cho những cái công việc như áo phao, rồi những công việc mọi người ủng hộ quyên góp đến. Cả Đức nữa, hai anh em đang rất là lo lắng về những cái áo phao đang vận chuyển về trong vùng Quảng Bình. Còn mình thì hiện tại cũng đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ. Đấy, chỉ chờ được là về quê thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Đấy, bạn Hà tranh thủ nghỉ ngơi tí nhá. Đấy, thì mình cũng làm những cái đoạn ngắn ngắn này, cập nhật lại, sáng mai xem tình hình mưa bão ra sao mình sẽ cập nhật tiếp. Bây giờ cảm ơn anh Tuấn thêm lần nữa anh Tuấn nha.